Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm qua quả thực là một ngày rất là ý nghĩa trên chặng đường làm YouTube của mình. Đó chính là kênh Akari Gaming đã đạt được mốc là 50.000 lượt người đăng ký. Quả thực đây là một dấu mốc rất ý nghĩa đối với một kênh YouTube còn non trẻ như Akari Gaming. Thực sự mình muốn chia sẻ lại cảm giác xúc động cũng như là những tình cảm của tất cả các bạn khán giả và những người yêu mến kênh Akari Gaming bằng những hình ảnh mà các bạn đã chụp được lại những khoảnh khắc lên 50.000 lượt người đăng ký. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những ai đã và sẽ yêu mến kênh Akari Gaming. Chúc mọi người sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó, trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số trận đánh về cách thả lava lùn rất đẳng cấp tới từ các thành viên của clan Just Ordinary, lan đứng top 2 thế giới trong giải đấu hội chiến tháng 7 vừa qua. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào quảng cáo để mình có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming. Trận thi đấu này anh Mạc Linh sử dụng combo là Super Queen Lava Lun. Đi Queen nào, ấy à. Trụ Wizard cắt góc. Và King cũng cắt góc rồi. Tuyệt vời. Pha cắt góc rất là thành công rồi. Queen ơi, mình đi đâu thế? Vâng, Queen cứ bảo là theo tôi. Ui dồi ôi. King đi thọc thẳng xuống góc 3 giờ, dọn góc, tuyệt vời. Còn xe bò đang đục liên tục rồi. Dĩ nhiên cái hướng này thanh niên đi kiểu gì mà toàn nhè tường thôi. Nổ. Chưa nổ. Rồi, quá tuyệt vời, bịt luôn được cả trụ X-Bow này. Wizard Cannon, quá đẹp mắt phải không các bạn? Tiếp theo là cái pha này nữa này. Đấy, nó lan kinh thật.
Đây là sức mạnh của Golem Bang đấy các bạn ạ. Tính chất câu giờ cực mạnh. Rồi, phát thành nhảy như thế này nữa rồi thì xong rồi. Hội thành đã oảng nha. Mỏ chim cũng hy sinh đến nơi rồi. Đại quân đã thả vào hướng 3 giờ để tiêu diệt nhà chính luôn. Sau khi bịt được đại bàng là ấy, thả động đất dụ cho nó nổi lên để đóng băng. Rất kinh nghiệm. Gồng Warden nữa rồi. Ôi, mắc bình không thể tả được. Chịu. Gặp phải mình là chịu. Không biết đánh những pha như thế. Đấy, bịt luôn được 4 cây Tesla ở đây. Đã có 2 bóng đèn cũng đã được phá luôn rồi. Minion giờ này vẫn còn để thảo giác. Vẫn còn tới 5 balloon nữa. Vâng, bung luôn để ăn cái trụ Elephant. Bom rất nhiều bom bay. Xong rồi đấy. Quá là hoành tráng và gọn gàng vào thi đấu này. Rất tuyệt vời. Xin chúc mừng anh Mark Linh trận thi đấu thành công vừa rồi. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu clear nhà số 12 của anh Mark Linh. Trận thi đấu này thì anh đánh Lavaloon và nhân bản các bạn nhé. Rồi, vậy là một số balloon đã được thả để tiêu diệt trụ Archer. King học 3 giờ. Cả vị gian nữa. Chưa thả Queen vội. Lần nói xong phát thả luôn. Lần này lại đánh với khí cầu chiến. Combo rất là đa dạng đến từ những thành viên của clan SD Fork và nay là Just Ordinary. JO là một clan liên minh các bạn ạ. Để cho những game thủ mà thấy khó khả năng đạt được visa thì cùng vào liên minh để có thể giành được cái vé dễ dàng hơn chút xíu. Ồ, khi cầu chiến đã bùng và đóng băng lại, nhân bản để đâu? Rồi, đã.
cất giữ những em minion để dọn rác cho nó nhanh hơn thôi. Xin chúc mừng anh Mãng Linh. Một lần nữa, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những người bạn, những người yêu mến kênh Akari Gaming trong thời gian vừa qua. Đối với nhiều người, có thể đây là một con số chẳng có gì làm to tát, nhưng với mình, đây là thực sự một điều rất có ý nghĩa, to lớn. Vì vậy, chính là cái sự quan tâm và những tình cảm được quý vị khán giả đón nhận. Đây là những thành quả cho sự nỗ lực quyết tâm của mình đã cố gắng đóng góp cho cộng đồng và những người yêu mến Clash of Clans và đã được đón nhận cũng như là hưởng ứng từ phía các bạn. Mình đã có các bạn, có những người yêu mến mình. Đây chính là một ngày kỷ niệm khó quên trong khoảng thời gian làm YouTube của mình trong hơn 9 tháng qua. Hy vọng rằng kênh Akari Gaming sẽ tiếp tục được sự quan tâm, ủng hộ từ tất cả quý khán giả để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Hy vọng rằng mình sẽ đạt được 100k sub trong năm nay. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào quảng cáo để mình có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.